Gia đình chúng con hôm nay trở về chùa Hưng Sơn nguyện trên ân đức chư Phật, ân đức chư Tôn Pháp, ân đức chư Hiền Thánh Tăng Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Phật, thì từ minh chứng hôm nay chúng con quỳ trước đại hồng bổ điện Phật đại Phạm Văn Dượng 40 tuổi, Lê Thị Phụng 40 tuổi, thành tâm hướng về ba ngôi Tam Bảo và Phụng Thẩm Bảo Tượng Phước Lộc Thọ Thành Tạng Thổ Địa về nhà an vị tôn thờ. Nguyện trên Tam Bảo chứng minh gia hộ gia trì khai quang điểm nhãn cho ba bảo tượng phước lộc thọ thành tài thổ địa gia hộ cho gia đình Phan Văn Dưỡng Lê Thị Phụng được tai qua nạn khỏi tập bệnh tiêu trừ nghiệp chướng hát viên tắc giai tiêu diệt làm ăn khá giả chân thận giới hòa trong ấm ngoài im sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô tâm hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Rồi xá anh gái đưa hai cây nhang cho chú cầu. Rồi quỳ xuống chừng nào nghe tiếng chuông thì lại kim lư vừa bên thiên đàn cắt sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báo cát tường mà xin Phật chân giang tâm hương chỉ thành pháp thân toàn thể tịnh thanh đa chứng minh hương nguyện phước lành ban cho. Tinh viên cấu quế tận nguyên trần linh thứ đàn tràng tắc thâm tình. Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. Thất Phật diệt tội trên ngôn ly bà đế cầu ha đây đà ra ni đây ni ra đây tỳ lê này đây ma già để chân tâm càng để ta bà ha tiêu tai kiếp thường thành chủ nặng mồ tam mạng đa một đà nặng ma đát ra lệ hạ đa xá ta nặng nặng đá kiếp ta khê 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 hầm hầm nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát nhập phà ra đệ sắc xa sắc chi đệ sắc chi đệ ta văn cha thiên gì ta bà ha nằm mồ tam nằm ta mồ ta nằm ta ra cha đệ hạ ra xá ta nằm nằm ta đệ ta khê khê nguyện ngài an lạc.
mô tiêu tai diên thọ dược sư lưu ly quang dương Phật. Nam mô đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn tăng thân quan thế âm bồ tát ma tát tát đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con hiệp cùng nam nữ văn dân dưỡng lê thị phụng đồng 40 tuổi hướng về ba ngôi tam bảo cùng thịnh phước lộc thọ địa tạng về an vị phụng cúng ước nguyện được tai qua nạn tối tật bệnh tiêu dở làm ăn khá giả trong nhà trong ấm ngoài yên sợ nguyện tỳ tâm sở cầu như ý nguyện trên tam bảo chứng minh gia hộ cho tất cả đều được nhà an lành yên an lành tất cả các thời điều an lành sáng soi chánh pháp cuộc sống thận trọng chú tâm quan sát để được an lành định tĩnh sáng suốt một đời giải thoát kể từ đây cổ nguyện siêu dương thời pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật nương theo